Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Mình giới thiệu bác một con máy lọc nước Nati Online Take TK745 các bác nhé. Nói chung là cái dòng cỏ bình dân của Nati Online ngày xưa các bác nhé, 2007. Thì còn nói máy này thì em bán mất giá là 2.800.000 thôi. Đấy, bác về nghiên cứu sử dụng nó nhé. Thì nó vẫn lọc, nhưng là điện phần điện viên nó vẫn hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Loại này thì nó cổ, nó lọc thì em cũng không kiểm tra được nó là khoảng bao nhiêu lít, nhưng mà không cảm nhá. Thì bán nó cũng rẻ như thế thôi. Thế bác về dùng trải nghiệm nhá. Bây giờ đây là cái đầu tiên nhá. Đầu tiên là nước rửa mặt tẩy trang này. Thứ hai nữa là thứ này nữa là nước trung tính, tinh khiết đó. Đấy, và sữa cùng thuốc tây. Còn bắt đầu một người bắt đầu uống. Đấy, số 2 thì nấu cơm, 3 là hầm luộc. Đây em sẽ mở thử một loại nước các bác nhé. Em sẽ mở nước đầu tiên này. Đấy, nó là nước tẩy trang. Đấy, nó sẽ kêu tiếng kêu như vậy các bác nhé. Đây, đây. Đó là cái màu vàng các bác nhé. Tại vì ở đây em đang dùng cái, em sẽ lên mức nước tinh khiết nhé. Tại vì ở nhà em đang dùng đèn màu vàng ấy, nên các bác nhìn không thấy rõ, nhưng mà nó đang là màu vàng, các bác thấy không? Đó, em dùng ánh đèn màu vàng đấy, nó kêu kêu ấy, bao giờ nó kêu tít 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 được rồi ấy, thì các bác mới thử nhé. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, trung tính, tinh khiết này, hai cái màu nó khác nhau hoàn toàn rồi nhá. Đấy, một cái nhẹ, một cái nó đục hơn này. Nên nước uống ngon nhá. Xanh. Nhưng mà em dùng ánh đèn tiếp vàng thế này các bác nhìn nó hơi khó nhìn chút nhá. Đấy. 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 Còn nhìn bằng mắt thật đấy thì cốc này là màu xanh này. Đấy. Cốc này là màu xanh nhẹ. Còn cốc này là vàng nhá. Đây em sẽ thử cái nước thải của nó ra nhé. Đây này, màu xanh nhất là đây. Đấy. Cốc còn sau cùng đấy, lớp thứ 3. Đây là cái nước thải của nó đây các bác nhé. Đấy, các nhìn thấy màu nó cam cam này. Ok nhé, máy bình dân thôi, hàng cỏ thôi các bác nhé. Máy còn khá là ok. Đấy, muốn hoạt động bình thường, chức năng điện phân của nó nhé. Đấy, giá của nó chỉ 2.800.000 thôi các bác nhé. Các bác về dùng thử trải nghiệm nhé. Sau này có điều kiện thì mình dùng cái loại lớn hơn và nhiều tiền hơn. Ok nhé, thank you các bác.